Trong chương trình đọc truyện hôm nay, Việt Linh xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một tác phẩm của tác giả Phương Lan với nhan đề Một quãng đường đời. Đặc biệt hôm nay có sự góp giọng của Nhược Lan và Việt Linh. Dạo đó, vào thời điểm thập niên năm 1970, cha tôi làm công chức, mẹ tôi dạy nữ công gia chánh tại nhà để phụ thêm. Gia đình tôi thuộc hạng trung lưu, nhưng vì đông con nên cuộc sống lúc nào cũng chật vật. Công chức nhỏ, nuôi nổi 6 đứa con thật là vất vả. Sau khi gả chồng cho 4 chị của tôi, thì cha tôi về hưu vì tuổi già, sức yếu. Lương hưu của ông chỉ vừa đủ cho gia đình tiêu xài một cách tiện tặng. Lúc đó, tôi mới học năm thứ 3 trường thuốc. Không muốn bị bỏ học dở dang, nên tôi phải thi vào quân y, ăn lương của quân đội, để sau này ra trường phải phục vụ lại trong quân đội. Lương quân y của tôi đủ để ăn học. Cố nhín chút thì cũng có dư chút đỉnh để phụ giúp gia đình. 3 năm sau, Cộng sản đánh thắng miền Nam. Lúc đó tôi vừa mới ra trường và đang mang cấp bậc trung úy quân y. Như tất cả mọi công chức, quân nhân của chế độ cũ, tôi cũng phải xếp hàng vô trại cải tạo. Xếp hàng vì đông lắm. Nhà nào cũng có người đi cải tạo. Cha con, anh em, bè bạn, họ hàng trong xóm gặp nhau ở trong trại cải tạo, thật là cười ra nước mắt. Những ngày tháng trong những trại cải tạo của Việt Cộng dài như ngày tháng của âm phủ, 10 ngày, 1 tháng, trở thành 2 năm, 3 năm, có khi lâu hơn 10 năm. Nhưng sau cùng, thì tôi cũng được thả về. Sau 30 tháng phải lao động khổ sai ở trong rừng, nghỉ ngơi 1 tháng, tôi bắt đầu đi tìm việc và xin được một chân khám bệnh tại một bệnh viện nhỏ ở ngoại ô Thành Hồ. Thủ trưởng của bệnh viện là chị Tám Lê, một bác sĩ cách mạng, tốt nghiệp từ trong chiến khu. Không biết chị học đến lớp mấy, nhưng đọc, viết, thông thạo chữ quốc ngữ, khả năng biết băng bó, biết sử dụng ống chích, biết kê toa thuốc xuyên tâm liên, cỏ mực, penicillin, aspirin. Được cái chị chuyên về hành chánh nhiều hơn là chuyên môn, nên cũng ít khi đụng chạm. Hôm tôi mới được nhận vô làm, chị hỏi tôi: Thời Ngụy, anh công tác ở đơn vị nào? Tôi thuộc binh chủng quân y, mới ra trường chưa được bổ nhiệm công tác. Như vậy, hẳn anh chưa có kinh nghiệm. Dạ chưa. Chắc tôi phải còn học hỏi nhiều nơi chị đó. Chị Tám đỏ mặt, vội đánh trống lảng: Ở đây có 2 bác sĩ Ngụy cũng mới đi cải tạo về, để tôi giới thiệu. Tưởng ai, hóa ra Cảnh và Chất, 2 anh bạn học trên tôi vài lớp. Mấy cha này tếu một cây. Mới gặp lần đầu, Cảnh đã mách nước: Làm ở đây dễ chịu lắm, chị Tám chưa chồng đó mày, nhào vô tán thử coi. Thôi giỡn hoài, cho tao 2 chữ bình an đi. Bả là phe cách mạng đó, sếp của tụi mình. Bố bảo tao cũng chẳng dám vuốt râu cọp. Chất phì cười: Người đẹp như vậy mày kêu là cọp, mà vuốt được râu cọp mới oai chứ. Mày sẽ nổi danh như cồn. Tao không ham nổi danh kiểu đó đâu. Có ngày bị vả vỡ mặt. Mày ngon sao không nhào vô đi. Tụi tao có vợ rồi, vợ biết là đổ nợ đó. Mày còn độc thân, tha hồ mà bay bướm. Nói ba láp hoài, bả đáng tuổi chị 2 tao mà. Hơn vài 3 tuổi ăn nhầm gì, mà tao có biểu mày lấy đâu.
tán thử coi ra sao. Thôi im đi cha nội, không ai mượn mày làm quân sư hoặc mo. Tao có phải con nít đâu mà nghe lời mày xúi dại. Tôi vẫn giữ thái độ kính nhi viễn chi, không trêu chọc như chất, không đùa ác ý như cảnh. Có lần người ta đưa vào phòng khám một bệnh nhân nóng sốt mê man, cảnh khám bệnh thật kỹ lưỡng nhưng không nói gì cả, rồi nó đẩy qua chị Tám. Trường hợp này lạ quá bác sĩ thủ trưởng ơi, nóng sốt cái mà cái cổ cứng ngắc nè, tôi chịu luôn đó, không hiểu bệnh chi cả, thôi nhờ chị coi giùm nghe. Nói xong, nó nhìn tôi nháy mắt. Chị Tám lúng túng ra mặt, rờ đầu, rờ trán, nghe tim bệnh nhân xong. Nghĩ ngợi một hồi, chị kê toa aspirin, bảo y tá nhỏ nước tỏi vào mũi, rồi toan cho về. Tôi hoảng quá, sợ cảnh đùa dai, chết bệnh nhân, nên vội vàng can thiệp. Tôi bảo chị Tám, theo ý tôi thì người này cần nhập viện vì bị nghi là sưng màng ốc. Nhưng tôi cũng có thể lầm. Chị nghĩ sao? Tôi cũng nghi như anh. Thôi, cứ cho nhập viện để theo dõi. Nói xong, bèn nắn nót viết mấy chữ thật to, nghi ngờ viêm não, vào giấy nhập viện. Đại khái những chuyện như thế, tôi luôn luôn giữ thể diện cho chị, nên chị Tám có vẻ có cảm tình với tôi hơn là với cảnh và chất. Những lúc rảnh rỗi, thỉnh thoảng chị Tám và tôi cũng hay nói chuyện tâm tình. Tôi thành thật coi chị như một người bạn, một người chị. Giữa hai chúng tôi không có những nghi kỵ của những người khác quan điểm chính trị. Chị Tám làm việc siêng năng và rất ham học hỏi. Phải công nhận, chị có bộ óc thông minh, lại biết phục thiện, không hay tự ai vặt. Tôi nghĩ nếu chị có điều kiện học hành tử tế, chắc chắn chị sẽ thành công. Tôi tận tâm chỉ dẫn, tập luyện cho chị trở thành một người phụ tá giỏi trong phòng mổ. Dần dần chị trở nên thạo việc, và trong những ca mổ tôi vẫn thích có chị phụ giúp vì chị rất nhanh nhẹn và thao vác. Cảnh và chất công khai gọi chúng tôi là một cặp bài trùng trong phòng mổ. Có lần chất nói đùa khi có mặt cả chị Tám và tôi. Hai người không thể thiếu nhau trong phòng mổ đó, chắc cũng không thể thiếu nhau ngoài đời có đúng không? Tôi hết hồn trong lúc chị Tám đỏ mặt, nhưng mà hai đứa nó vẫn không tha. Cảnh chêm vào, phải đấy, còn chờ gì nữa mà không yêu nhau đi. Chị Tám biết không, thằng Thức là con một đó. Mẹ nó dục nó cưới vợ từ cả 10 năm nay rồi mà nó cứ lắc đầu ngoài ngoại à. Làm mai cô nào nó cũng từ chối cả. Nó chờ chị đấy. Lần này chị Tám mắc cỡ quá, vội vàng lủi đi mất. Chị đi khỏi, tôi mới la cả hai đứa. Chúng mày không nên tạo ra sự hiểu lầm, tội nghiệp người ta. Không sao, đùa thôi mà. Hồi đi học tụi mình cũng gắn ghép nhau lung tung, có ai để ý đâu. Tôi cũng tin như vậy, nên thôi không nhắc nữa. Thế rồi sau đó có phong trào vượt biên, cảnh biến mất trước tiên. 3 tháng sau, đến lượt hai cô y tá ngụy tự dưng mất tích. Tiếp đó đến anh dược sĩ Nhuận, xin phép về thăm quê vợ ở Sóc Trăng, rồi không thấy trở lên. Chị Tám hỏi tôi, giọng nửa đùa, nửa thật. Thế chừng nào tới lượt anh? Tôi giật mình. Muốn vượt biên phải có tiền chị ơi, tôi nhà nghèo tiền đâu. Mà dù có ý định vượt biên chăng nữa, tôi cũng đâu dám nói với chị, để chị đi tố cáo tôi à. Chị Tám nhìn tôi bằng ánh mắt
khó hiểu. Anh nói tôi mà đi tố cáo anh sao? Tôi mà tố cáo thì các anh bị bắt từ lâu rồi, nói năng chẳng biết giữ gìn gì cả. Tôi cười giả lả. Thì cũng phải chọn mặt cởi vàng chứ chị. Đâu phải bà ai tôi cũng cởi mở được. Chị với tôi là chỗ thân tình nên tôi mới nói năng tự nhiên, không cần che đậy giấu giếm gì cả. Thật vậy à? Chị Tám cúi mặt xuống, giấu vẻ cảm động, giọng bỗng nhỏ hẳn lại. Cảm ơn anh. Chị cảm ơn cái gì? Tôi mỉm cười. Chính tôi mới phải cảm ơn chị vì đã không tố cáo tôi đó. Bỏ hai tiếng tố cáo ấy đi, không bao giờ có chuyện đó. Còn tôi cảm ơn anh là cảm ơn anh đã coi tôi như chỗ thân tình. Chị Tám nói xong, khẽ chớp mắt, vẻ bẽn lẽn. Chị ngập ngừng định nói gì rồi lại thôi. Sau cùng, chị chỉ nhìn tôi bằng một cái nhìn thật dịu dàng, rồi quay đi. Tết năm đó, bệnh viện có tổ chức liên hoan và chụp hình kỷ niệm. Tôi được giao nhiệm vụ làm phó nháy. Rửa hình xong, tôi đưa cho chị một tấm và nói rằng: chị Tám coi này, chị đứng cạnh anh Nam Hòa coi đẹp đôi chưa? Nam Hòa là trưởng phòng y vụ, một cán bộ cũng từ miền Bắc đưa vào. Anh Nam Hòa trông người xương xẩu và hàm răng hơi hô, nhưng được cái cao ráo, trắng trẻo. Anh còn độc thân mặc dù tuổi sắp 40. Qua cử chỉ và hành động, cả bệnh viện ai cũng biết là anh đang theo đuổi chị Tám. Dĩ nhiên là chị Tám cũng biết, nhưng không thấy chị tỏ thái độ gì cả. Vì tính chị vốn kín đáo. Tôi mỉm cười. Chị thấy sao? Không thấy chị trả lời, tôi lại tiếp tục. Mọi người đều đang mong đợi sẽ được đi dự đám cưới của hai anh chị đó. Thấy anh có mong không? Lần này chị Tám mới mở miệng. Giọng chị nghe là lạ, rất khác thường. Nói xong, chị ngước mắt nhìn tôi chờ đợi. Tôi vui vẻ nhiệt tình. Đương nhiên là mong rồi, anh Năm với chị xứng đôi lắm. Nếu chị muốn, tôi sẵn lòng làm phù rể trong đám cưới của anh chị, để tôi rủ thằng Chất. Thôi, đủ rồi. Chị Tám bỗng ngắt lời, giọng chị đột ngột trở nên giận dữ. Anh mà cũng nói thế à? Anh cho rằng nồi nào úp dung nấy, tôi chỉ xứng đáng với người như anh Năm Hòa phải chăng? Tôi giật mình, tôi đã lỡ nói điều gì? Chị Tám, chị đừng hiểu lầm. Tôi không hiểu lầm tí nào cả. Bây giờ tôi mới biết bụng anh. Trước kia tôi cứ tưởng. Chị ngưng lại, quắt mắt nhìn tôi một cách thù hận. Mặt chị đỏ phừng phừng. Nhưng chỉ một phút sau, chị bỗng òa lên khóc. Và ôm mặt chạy nhanh vào phòng riêng, khóa cửa lại. Tôi đứng ngẩn ngơ một hồi, rồi lặng lẽ ra về, lòng hoang mang vô tả. Chị Tám cáo bệnh, 2 tuần mới đi làm lại. Nhưng từ đó, chị ít nói chuyện và cố tình tránh mặt tôi. Sau đó vài tháng, chị xin chuyển đi nơi khác. Bệnh viện vắng bóng chị, như thiếu vắng một cái gì, không khí vui vẻ không còn nữa. Ai nấy đều im lặng làm việc, không còn cười đùa như trước. Cả Chất và tôi cũng thế. Một hôm, Chất ghé tai tôi nói nhỏ: ê, dịp mai đã tới rồi đó mày. Tao có tuyô này hay lắm. Người nhà tổ chức thôi, chỉ lấy ít cây thôi, chỗ tin cậy nè. Mày về nhà bàn tính lại đi, xem có thể thu xếp được thì cho tao hay.
Tôi về thưa chuyện với cha mẹ. Nghe nói chỗ này tin cậy được. Mẹ tôi vội vã bán hết đồ đạc, vay mượn thêm chút đỉnh, vừa đủ cho một người đi. Cha mẹ hy sinh ở lại, cho tôi vượt thoát một mình. Sau năm ngày lênh đênh trên biển, sóng lặng gió êm, nhờ ơn trên phò hộ, con tàu nhỏ đã ghé bờ bình yên. Chuyến đi thành công, tôi đã đến được xứ sở của tự do. Thằng Cảnh thì không may. Nghe nói con tàu của nó bị bão đánh chìm ngoài khơi, không ai sống sót. Đúng là số mệnh do trời định đoạt. Thời gian trôi nhanh như một thoáng mây bay, thấm thoát đã 40 năm qua. Cuộc đời dâu bể bao nhiêu thay đổi. Cha mẹ tôi đã khuất núi cả, các chị em thì tứ tán mỗi người một phương. Tôi bây giờ tuổi đã xế chiều, ngày tháng còn lại chẳng còn bao nhiêu. Mỗi khi nhớ lại chuyện xưa, tôi không khỏi bùi ngùi. Những kỷ niệm về một thời xa xưa vẫn in đậm trong tôi. Những người cũ đâu cả rồi. Hơn 1/3 thế kỷ đã trôi qua. Bạn bè của tôi dạo đó giờ ai còn ai mất. Không biết chị Tám bây giờ ra sao. Rồi đây, trên muôn vạn nẻo đường, biết có bao giờ còn được gặp lại những người đã cùng tôi đi chung một quãng trên con đường đời dạo nọ. Tác giả Phương Lan.